Chúng ta cần đồng ý với nhau rằng trong bất kỳ lĩnh vực chuyên môn nào, phân bổ về trình độ luôn có hình kim tự tháp với những người xuất sắc nhất ở đỉnh tháp. Công nghệ thông tin và nghề lập trình cũng như vậy, những lập trình viên xuất sắc ngự trị ở đỉnh tháp, tiếp đến là những lập trình viên khá và trung bình, cuối cùng là những lập trình viên non nớt yếu kém ở đáy tháp. Sự coi trọng về nghề nghiệp cũng như tưởng thưởng qua đó cũng tăng dần từ đáy tháp lên đến đỉnh tháp. James Gosling, lập trình viên quan trọng bậc nhất trong công ty công nghệ hàng đầu, tác giả của Java, một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất thế giới. David Hennemeyer Hansen, lập trình viên đã tạo ra một nền tảng, xây dựng một công ty công nghệ hàng đầu. Linus Torvalds, lập trình viên đã sáng tạo ra cả một hệ điều hành đang được sử dụng bởi hàng triệu máy chủ, cũng như sáng tạo ra Git, giao thức được hàng chục triệu lập trình viên sử dụng hàng ngày. Ba lập trình viên huyền thoại này đương nhiên ngự trị ở đỉnh tháp. Phần lớn lập trình viên muốn được như David và Linus, nhưng không biết mình đang ở đâu. Đa số không thừa nhận rằng mình còn ở đáy tháp, nơi được coi là đánh dấu của sự thất bại trong sự nghiệp. Không sao cả, việc của phần lớn lập trình viên không phải là ngay lập tức nhảy lên đỉnh tháp, sáng tạo ra một ngôn ngữ, một nền tảng. Việc của phần lớn lập trình viên trước hết là giữ mình không bị tụt sâu xuống đáy tháp, sau đó từng bước nhỏ đi lên phía trên. Trước khi trở thành người hùng, bạn phải sống sót trước đã. Đến đây, chắc bạn hiểu quan điểm của tôi. Bạn có thể dừng lại nếu thấy cuốn sách này không phù hợp với mình, vì xuyên suốt những nội dung về sau sẽ chỉ là những chỉ dẫn cho những lập trình viên tốt và tốt hơn từng ngày. Không có chỉ dẫn cho những lập trình viên siêu hạng hoặc những lập trình viên muốn nhanh chóng nhảy cóc tới đỉnh tháp. Khi bạn đọc tới đây, tôi ngầm hiểu bạn đã đồng ý với quan điểm trên. Con đường phát triển của đa số lập trình viên không thể là đường thẳng. Vì sao? Thế giới đang biến đổi quá nhanh, đặc biệt trong ngành công nghệ thông tin. Những gì chúng ta chắc chắn vào 10 năm trước, giờ đây lại bị thử thách, thậm chí thời gian chỉ là 5 năm hoặc 2 năm. Khi tôi viết những dòng này, các lập trình viên đang đứng trước cơn bão trí tuệ nhân tạo, AI. Các lập trình viên bắt đầu nói về HMM and CNN như những thuật ngữ cơ bản. Điều chỉ 5 năm trước, hầu hết các lập trình viên quên ngay khi rời trường đại học và nghiễm nhiên coi đó là việc của những nhà nghiên cứu. Tương tự, Python, ngôn ngữ với nhiều framework cho data science, thể hiện sự tăng trưởng mạnh mẽ 28% hàng năm, nâng tỷ lệ quan tâm từ 3% năm 2013 thành 12% năm 2018 và đạt mức phổ biến thứ tư với 41% vào năm 2020 theo khảo sát của Stack Overflow. Quá nhiều điều đang bị thử thách, những gì bạn biết và yêu Java, viết một lần, chạy được mọi nơi, đang được thực hiện bởi nhiều ngôn ngữ khác. Những gì bạn biết về server side không thể thiếu, đang được công nghệ serverless chứng minh điều ngược lại. Tất cả đang bị thử thách ở tốc độ cao. Nhiều thứ chúng ta chắc chắn vào ngày hôm nay sẽ khiến chúng ta lung lay vào ngày mai. Một số thứ chúng ta chắc chắn ngày hôm nay sẽ khiến chúng ta lung lay vào năm sau. Rất ít những thứ chúng ta chắc chắn vào ngày hôm nay sẽ khiến chúng ta chỉ mông lung vào một thập kỷ tới. Để đi xa, chúng ta phải chuẩn bị cho con đường dài hơn. Không bước chuẩn bị nào tốt hơn việc quay lại những lý thuyết cơ bản, những thứ đúng phần lớn theo đơn vị thập kỷ, thay vì quá cố gắng bám theo lấy những thứ khiến chúng ta chóng mặt với tốc độ thử thách theo đơn vị hàng năm hoặc tháng. Bạn có thể tham khảo những gì tôi đề xuất ở dưới đây về một mô hình giúp lập trình viên đi đường xa, liên tục nâng cao kiến thức kỹ năng một cách bền vững. Mô hình đơn giản được mô tả như sau: DevOps, Dilemmas, Experiment, Evaluation, Unlearn, Performance, Dilemmas. Để cải thiện hoàn cảnh, chúng ta cần hiểu sự tồn tại của hoàn cảnh. Tại sao quyết định được đưa ra theo hướng này mà không phải theo hướng khác? Tại sao hoàn cảnh lại thế này mà không phải là thế khác? Thế giới với quá nhiều kết nối, tương tác, đôi khi không đơn giản như hai màu trắng đen, như phép toán logic, luôn có những vùng xám khiến cho cùng một quyết định có thể là đúng hoặc sai tùy vào hoàn cảnh. Như cách nhìn màu xám là trắng hay đen, tôi gọi đây là những thể lưỡng nan. Experiment. Đối với những điều đúng sai hoặc trắng đen, lập trình viên đơn giản là thực hành theo. Những vùng xám này không đơn giản như vậy. Nó có thể là đúng hoặc sai tùy theo vào lập trình viên, theo hoàn cảnh và thời điểm. Nhưng nếu cứ phân vân giữa đúng và sai thì chẳng khác nào tự đưa mình vào mối tơ vò. Việc của lập trình viên là xác định sự đúng, sai của vùng xám và không gì tốt hơn những thử nghiệm. Evaluation. Sự đánh giá từng thử nghiệm, evaluation, để biết những gì là đúng hoặc sai, những đánh giá bản thân,
Valuation để biết mình đang ở đâu, hoàn cảnh nào sau những đúng sai được tìm thấy. Tôi muốn dùng từ valuation hơn là evaluation vì ý nghĩa lập trình viên cần đánh giá mình như một chỉnh thể cũng như định giá bản thân. Unlearn. Đánh giá để biết mình đang ở đâu, khi mình tới đâu thì mình cần những kiến thức gì, kỹ năng gì. Từ đó, lập trình viên tiếp tục học tập, bổ sung kiến thức, kỹ năng còn thiếu hoặc chưa hoàn chỉnh. Học tập cũng có nghĩa là sắp đặt, cấu trúc lại hệ thống kiến thức đã có nhằm tiếp thu những kiến thức mới. Quá trình đó đòi hỏi lập trình viên phải chấp nhận những thử thách, những điều đã không còn là tiêu chuẩn, đúng đắn. Performance. Hành động nói lên tất cả, những kiến thức, hiểu biết cần được chuyển hóa thành thực hành, hành động hàng ngày một cách đúng đắn. Đó cũng chính là lúc lập trình viên chuyển hóa những thử nghiệm mới một cách tư duy, kỹ năng bền vững của bản thân, thậm chí như một nguyên lý, thói quen hay phản xạ vô điều kiện. Experiment, valuation, unlearn, performance được coi như là một vòng tròn lặp lại. Mỗi lần đi hết một cục tròn chính là mỗi lần lập trình viên nâng cao được trình độ, kỹ năng của mình. Tôi tách dilemmas khỏi khung tròn này vì bản chất những thể lượng nan không thể thay đổi trong một thời gian ngắn, trong khi một lập trình viên có thể đi hết một vòng tròn trong một tháng, thậm chí là một tuần. Đừng cố gắng tìm sự kết nối xuyên suốt quá chặt chẽ giữa những phần này, bạn sẽ không dễ để tìm ra một thể lượng nan cụ thể, rồi chỉ dẫn thử nghiệm, đánh giá trong chính tình huống nan giải đó. Các phần được thiết kế một cách độc lập tương đối với những chỉ dẫn cơ bản, chính bạn là người bổ sung thêm sự kết nối xuyên suốt đó qua quá trình bản thân thực hành. Và bài viết trên được trích trực tiếp từ quyển sách DevOps của tác giả Nguyễn Hiền. Nếu các bạn cảm thấy thích thú với nội dung của quyển sách này, bọn mình sẽ đặt link mua hàng ở dưới phần mô tả. Nếu các bạn thích video, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spyroom, còn mình là PinkDot. See ya!